Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhà, khu Yên Khánh, tỉnh Yên Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em đang có một cặp bánh carbon để gửi đến các bác tham khảo đây. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Zenon, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ các bác nhé. Bánh này thì được em tuyển chọn từ bên Nhật về, hàng lướt đã qua sử dụng các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết cái cặp bánh này để các bác tham khảo. Cặp bánh này của em nó là dòng giày non Sachike SLG các bác nhé. Bánh này thì nó sử dụng vỏ ruột rời hay còn gọi là xăm lốp, và nó dùng được cả một loại lốp lốp tube led các bác nhé. Bánh dùng cối 11, sử dụng được cho Shimano và Esra. Bác nào đang sử dụng những cái bộ group 10 lít của Shimano và Esra thì các bác cho thêm cái miếng đệm vào. Bánh này chạy bạc đạn cối nổ các bác nhé. Bản này là bản 6 sen. Đây là một cặp bánh nó nằm ở trong cái phân khúc ngon bổ rẻ các bác nhé. Bánh này của em nó hàng lướt thôi nhưng mà nó mới lắm các bác ơi, mới lắm. Các bác nhìn cái má của nó này, má của nó đẹp, đẹp dã man luôn các bác. Những cái cặp bánh bản 6 sen thì đòi hỏi các bác là phải có một cái sức khỏe tốt, có một đôi chân khỏe các bác nhé, thì đạp nó rất là lực. Zenon của Thụy Sĩ. Ở chỗ này thì nó có một cái vết đá bắn này, nó xước nhẹ nhẹ đây bác nhé, các bác nhé. Đấy. Còn thì hầu như em nhìn thấy nó rất là mới. Đây, quan trọng nhất là cái phần má của nó đây các bác này. Đó, cái má của nó này cực kỳ mới luôn các bác ơi. Bạc đạn cái thứ tất cả là mượt mà hết các bác nhé. Cái bánh này cái đời của nó rất là cao. Đây, các bác nhìn cái đùm của nó này, đời rất cao các bác nhé. Cái dây tim thì hãng đang sử dụng cái dây tim Panadacer của Nhật. Đó. Đây các bạn, vỏ ruột rời các bác nhé. Hàng chính hãng của Thụy Sĩ. Bảo hành trọn đời các bác, hàng xịn các bác nhé. Để em dựng lên, quay tiếp. Cái này thì cái ti bật thì dựa vào tường nó có xước tí. Nan, toàn bộ nan dẹp các bác nhé. Đây là cái phần carbon của nó này, phần má này. Đây cái má này các bác này. Mới lắm các bác ơi, rất chi là mới các bác nhé. Cặp này các bác đưa vào những cái chiếc xe mà nó có cái khung bản to ấy các bác, mà nhìn cái xe nó rất là hoành tráng, rất là đẹp các bác nhé. Mà cặp này chạy nó cũng lướt lắm, 6 xe. Dòng này thì nó thiên về tốc độ và nó, và nói chung là đòi hỏi các bác là phải có một sức khỏe tốt, hoặc là các bác cứ đạp thể dục tăng tăng vận tốc khoảng 30-35 cây chạy đôi này cũng vẫn ok, rất là đẹp, rất là sướng các bác nhé. Bánh này rất là trớn luôn. Đây là cái bánh trước đây các bác này. Các bác nhìn cái carbon của nó, em quay gần nhìn nó có cái màu như kiểu là cái màu mật ong các bác. Đấy, hàng xịn các bác nhé, carbon xịn nó như thế đấy các bác. Đây, bánh rất rất đẹp luôn. Quay rất là chi tiết và chậm để các bác chiêm ngưỡng. Đây là cái may ở đằng trước của nó này. Cái logo cái này nó sơn các bác nhé, chứ không phải dán tem đâu. Tất cả là hoàn hảo, hoạt động mượt mà các bác nhé. Đây, số seri này. Cái má của nó đây các bác. Má cực kỳ đẹp luôn. Carbon cũng rất là mới các bác nhé. Vừa rồi em cũng bán một cặp cũng y như cặp này. Cái cặp trước thì nó có một vài cái vết xước, nói chung là nó xước. Cặp này thì nó độ mới hơn, nó mới hơn các bác nhé, từ cái nan rồi đến cái mayơ đến cái phần carbon, tất cả nó rất là đẹp. Chỉ có mỗi cái bật đằng sau thì người ta dựa vào tường thì nó có
có cái vết nhẹ nhẹ thôi. Còn cái ti đằng trước thì còn rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là ăn tiền nhất là vẫn là cái đây carbon này các bác nhé. Bạc đạn thứ tất cả là hoàn hảo hết. Sajike SLG. Cả là ngon lành cành đào các bác nhé, giá rất là hợp lý cho các bác chơi cặp này. Cặp này thì em để các bác 19.500.000 các bác nhé, 19.500.000 cặp này báo ship các bác. Bánh cực kỳ mới luôn, bánh quá đẹp luôn các bạn nhé, vỏ ruột ra. Rồi bác nào có nhu cầu sử dụng cặp bánh này thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998, số này thì em có kết nối cả Zalo. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.